Thưa quý vị, vừa qua Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Trước đây thì kinh phí này dành cho chương trình phòng chống cai nghiện ma túy được nằm trong ngân sách thường xuyên của các địa phương nên rất hạn hẹp, không đủ để duy trì hoặc đầu tư mới cho các trung tâm cai nghiện. Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 sẽ tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, giải quyết được các vấn đề mang tính cấp bách và tăng cường đầu tư công của quốc gia trên các lĩnh vực giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy. Nguồn vốn thực hiện chương trình là 22.450 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là hơn 17.725 tỷ đồng, còn lại là ngân sách của các địa phương và vốn huy động hợp pháp khác. Chương trình cũng đề ra chỉ tiêu phấn đấu 100% cơ sở cai nghiện ma túy công lập, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định. Dự kiến đến năm 2028 sẽ có 2.000 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy được hỗ trợ đầu tư nâng cấp sửa chữa và bổ sung các trang thiết bị đủ điều kiện theo quy định để tiếp nhận và tư vấn cai nghiện. Trong chương trình mục tiêu quốc gia có đề ra chỉ tiêu phấn đấu 100% cơ sở cai nghiện ma túy công lập đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định. Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các cơ sở cai nghiện ma túy đều ở tình trạng quá tải. Cơ sở vật chất đã xuống cấp trầm trọng, nhân lực thì thiếu, trong khi số người nghiện cần cai tập trung vẫn tăng đều theo hàng năm. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến công tác cai nghiện và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với cộng đồng. 6 đến 8 người ở chen chúc trong một căn phòng rộng có 10 m2. Mùa hè thì nóng nực, mùa đông thì lạnh giá, không có nước sạch. Điều kiện sinh hoạt tối thiểu không đảm bảo khiến nhiều học viên tìm cách trốn chạy. Còn những người chưa vào thì trốn tránh để không bị đưa đi cai nghiện tập trung. Thấy cuộc sống khó khăn, sinh hoạt đông, mùa hè nắng nôi, thiếu nước tắm, mưa nhiều lại rột trần ẩm thấp. Số lượng anh em học viên là nó đông, lượng nước cung cấp cho anh em đánh răng, rửa mặt, sinh hoạt vào buổi sáng thì nó cũng không đủ. Trong này nó vẫn chưa có, hoàn toàn là không có về nước sạch. Đã 20 năm kể từ ngày đưa vào hoạt động, trung tâm cai nghiện tỉnh Lạng Sơn chưa được nâng cấp sửa chữa, trong khi số người đến cai nghiện ngày càng tăng lên đến hơn 700 người, vượt xa công suất 400 người theo thiết kế ban đầu. Hiện nay đã xuống cấp là chưa được nâng cấp lần nào, cho nên là trong quá trình sử dụng là không đảm bảo, nên là một số cái khu là chúng tôi không sử dụng được. Theo quy định, một cán bộ phải quản lý 7 học viên, nhưng tại trung tâm cai nghiện này, mỗi nhân viên thường xuyên phải quản lý từ 15 đến 20 học viên. Do biên chế không có nên cũng không thể tuyển thêm người. Đây thì tôi phải phân nửa ra hai thầy thì quản lý đến hơn 20 người thì tôi cảm thấy quá sức. Chúng tôi hoàn toàn là trực 24 giờ, gắn sát với tất cả học viên từ sáng dậy cho đến tất cả những công việc hàng ngày, từ đi vệ sinh, ăn uống rồi là tham gia lao động trị liệu. Và đến giờ nghỉ trưa, nghỉ tối thì anh em vẫn phải thay nhau và duy trì các kiếp trực, làm sao đảm bảo vẫn phải đảm bảo đi tuần. Áp lực công việc, lương thấp lại phải đối mặt với nhiều nguy cơ, khiến cán bộ làm công tác cai nghiện bị rơi vào tình trạng kiệt sức và chán nản với công việc. Nhiều người đã bỏ việc vì không chịu đựng được. Số lượng cán bộ của chúng tôi rất ít. Chúng tôi hiện nay mới có 43 cán bộ, đấy, mà quản lý tới 600, hơn trên 600 em học viên. Thì đây là một cái áp lực rất là lớn. Các trung tâm cai nghiện tập trung hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách hạn hẹp do nhà nước cấp. Đã có nhiều ý kiến cho rằng cần mở ra các trung tâm cai nghiện tư nhân có thu phí. Tuy nhiên, người nghiện khi đã phải đi cai thì kinh tế gia đình cũng gần như cạn kiệt nên không thể trang trải các chi phí cho cơ sở cai nghiện tư nhân. Cán bộ ở đây thì thường xuyên đối diện với những cái nguồn nguy hiểm cao độ. Và bất kỳ lúc nào cũng có thể là xảy ra mất an ninh trật tự và có thể là thậm chí là có cái tình trạng là bỏ chạy, trốn chạy tập thể. Nhiều cơ sở cai nghiện là công trình trại giam cũ, xây dựng đã lâu năm nên xuống cấp, thiếu thiết bị phục vụ quản lý người nghiện. Tình trạng này đang gây áp lực rất lớn cho đội ngũ nhân lực làm công tác cai nghiện và ảnh hưởng đến kết quả cai nghiện. Các trung tâm cai nghiện ở trạng thái xuống cấp như vậy, trong khi thì số người nghiện ma túy vẫn tiếp tục gia tăng theo hàng năm, đặc biệt diễn biến phức tạp ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Các cơ quan liên quan và đại biểu Quốc hội sẽ chia sẻ thêm vì sao việc nâng cấp cơ sở cai nghiện lại cấp thiết đến như vậy. Như theo chỉ đạo của Thủ tướng
chính phủ. Tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Nhưng bởi vì để có được ma túy dùng thì phải đi cướp, phải đi giết, đấy, phải đi ăn trộm ăn cắp. Đấy, thì cái này mà mục tiêu chính nếu chúng ta quản lý được số này trong một thời gian nhất định thì có thể nói là cái tội phạm phạm pháp hình sự sẽ giảm. Thế và cũng sẽ để cái tình an ninh trật tự sẽ bình yên hơn. Thế và có thể nói cuộc sống của người dân cũng sẽ khác đi. Trong cái dự toán để đưa ra đây thì đã dành một nửa ngân sách của cái chương trình cho cái công tác quản lý ngành điện. Cái việc này là Bộ Lao động Thương binh trách nhiệm chính là phải tham mưu cho lãnh đạo bộ, tham mưu chính phủ, rồi là phối hợp với ủy ban các tỉnh củng cố các cơ sở, các cái trung tâm, các cơ sở cai nghiện công lập, nâng cấp sửa chữa xây mới trên cơ sở cái số lượng người nghiện đã có, phân công theo các cái địa bàn quản lý, theo các địa phương, theo tỉnh. Thế và trong đó phải phối hợp với Bộ Y tế đảm bảo đủ cái số lượng y bác sĩ có cái chứng nhận đủ điều kiện để xuống đấy xác nhận, phối hợp với lực lượng công an để chúng ta lập hồ sơ đưa vào. Tôi thấy rằng cái chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy giai đoạn 2025-2030 lần này đưa ra ba cái nhóm, ví dụ nhóm giảm cung, nhóm giảm cầu, nhóm giảm về tác hại là phù hợp. Kinh phí để đầu tư xây dựng thì nâng cấp thì chắc chắn là nguồn của tỉnh là không đáp ứng được rồi, bởi vì tỉnh Lạng Sơn thì ngân sách trung ương đảm bảo 100%. Chương trình mục tiêu quốc gia được phê duyệt, chúng tôi sẽ đầu tư hoàn thiện tất cả 97 cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên toàn quốc thì sẽ cơ bản đáp ứng được những yêu cầu về cái công tác cai nghiện này. Việc cai nghiện tập trung đối với người nghiện ma túy là cần thiết và cấp bách. Trong tờ trình Quốc hội về đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia về ma túy đến năm 2030, Bộ Công an đã đề nghị dành ra gần 14.000 tỷ đồng để nâng cấp các trung tâm cai nghiện từ nay cho đến năm 2030, đảm bảo cơ sở vật chất và duy trì điều trị cho ít nhất 50.000 người nghiện. Quản lý được người nghiện an tâm điều trị tại các trung tâm cai nghiện sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội.